Xin chào anh em nha, chúc anh em buổi sáng cuối tuần vui vẻ nha. Chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình. Số điện thoại đặt hàng mình là 0355 356 356. Mình ở ngay thị trấn Phước Cát, cách Lâm Đồng nha, ngay ngã tư đèn đỏ nha anh em. Bên mình thì chuyên mua bán trao đổi điện thoại cũ, các cũ mới thì các loại nha. Quy định mua máy thì anh em vui lòng cọc trước, cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha anh em. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000. Thẻ cào Viettel hoặc là anh em chuyển khoản ngân hàng thì mình đều ok nha. Máy bán ra thì mình ship code toàn quốc, tới nơi anh em cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán tiền còn lại nha. Mình thì sẽ bao đổi trả cho anh em 1 tuần nếu lỗi máy bên mình ha. 1 tháng nha, bao đổi trả anh em 1 tháng thoải mái nha. Máy thì anh em yên tâm, mình sẽ dán cường lực và kèm bộ sạc cho anh em. Đó. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy á, lúc anh em nhận được hàng, nên anh em cứ yên tâm và đặt hàng nha, không vấn đề gì nha. Anh em nào mà tin tưởng chịu khoản đủ cho mình á thì mình sẽ bao ship cho anh em thoải mái, không vấn đề gì nha. Đó, còn anh em nào cọc tiền thì vui lòng chịu phí ship cho mình ha. Đây như trường hợp anh Giang này anh em. Anh đây ở ngoài Bắc á. Như anh mua máy mình thì anh chịu khoản đủ luôn này. Ví dụ mấy triệu tư anh chịu khoản đủ triệu tư như thế này á, số tài khoản mình đã 9911677 đó. Thì anh chịu khoản đủ như này thì mình sẽ bao ship luôn, mình bao ship tới nhà luôn ha, không có lên tên ha. Đây, những anh em chuyển khoản đủ rất là nhiều nha. Đó là những trường hợp người ta chuyển thẳng tiền cho mình luôn thì mình sẽ ship. Đó, như mấy 2 triệu chuyển đủ ha. Đó. Những trường hợp này thì mình sẽ bao ship cho anh em. Đó. Còn đây là những trường hợp đã cặp tiền này, cặp 200.000 thì mình anh em chịu phí ship ha. Còn ví dụ như chuyển khoản đủ với mấy mình thì để thôi, tầm vài trăm thôi. Anh em nào cọc tiền á thì chịu phí ship, còn anh em nào mà chịu khoản đủ thì mình sẽ bao ship. Đó thì không vấn đề hết ha, mình không có yêu cầu anh em chịu khoản đủ đâu. Nhưng anh em nào mua nhiều rồi uy tín á, tin tưởng á thì cứ chuyển thoải mái. Còn cọc tiền cho nó chắc ăn cũng được, không vấn đề gì. Đó. Anh em ưng kiểu nào thì mình cũng chơi được nha. Rồi. Không dài dòng nữa, xin giới thiệu anh em máy hôm nay luôn nha. Con anh em 10 thì vẫn còn nha. Con này thì mình bán giá màng thôi. Tất cả chức năng đều còn ok hết ha, giá mang 590.000. Anh em nào còn về alo nha, máy riêng nguyên luôn, G6 còn nguyên nha anh em, Samsung G6 nha, máy riêng nguyên, màn đẹp nha, lưng đẹp, sườn viền ok, nói chung máy tổng thể đâu cũng tầm 96-97, màn thì keng rồi, lướt nhẹ nha, RAM 3 bộ nhớ 32, 1.2 triệu nha anh em, con này 1.2 triệu, G7 cộng máy riêng nha. Đi với cả sườn viền thì có xuất sắc nên em tháo rồi. RAM 4 bộ nhớ 32. RAM 4 32. Chức năng ok, màn hình 5.5 inch, giá 1.2 triệu nha anh em. Mi 5 nút thì RAM 4 64, màn hình 6 inch pin 4000. Máy đẹp tầm 97-98. Máy trên nguyên luôn. Con này thì để anh em 1.3 triệu. 1.3 triệu RAM 4 64 GB. RAM 4 số tôi đi. G3 Pro. Con này là G3 Pro. Lưng sau thì có 5 nhâm xước hay 5 tháng nha anh em. RAM 2 16 GB, pin 3000. Chức năng ok, máy nhỏ gọn, màn hình thì 5.2 inch. G3 Pro để lên 8.5 inch nha. G7 Pro, máy mới keng luôn. Con này thay vỏ sau rồi nè. Thì bỏ sao mới rồi nha, chức năng ok nha, RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 5.5 inch, pin con này 3.300 ha. Đó, màn đẹp nha, nói chung mấy cái dòng mà màn phản quang anh em bây giờ là thay vỏ hoặc là thay màn ví dụ vậy thì nói chung phản quang nó có 1-2 đốm sáng sáng thì cái đó bình thường nha anh em, không phải là máy vô nước rồi gì đâu nha, không phải máy vô nước đâu nha anh em, lưu ý nha, đó là chỉ là cái máy đó, cái phản quang nó cái kiểu nó cắn nhẹ thôi, nó cũng sáng lên, sáng lên phản quang tí, tự mình chuyên ép kính thay màn hình nên mình rất là rành vấn đề này ha. Anh em yên tâm, máy không vô nước nha, đã bán trên này là không có vô nước bài bạ đâu, anh em yên tâm. À, con này 1.3 triệu, máy mới keng luôn. Tiếp theo là một con Redmi 10A, con này mới như mới luôn nha, con này như mới nha. RAM 2 bộ nhớ 32, màn hình 6.51, pin 5000, máy len keng luôn. À, con này thì để anh em 1.3 triệu, 1.3 triệu nha anh em. Máy đẹp như mới ha. Mua con này thì chả khác gì con máy mới luôn. Xài vài bữa máy mới đó, bóc hộp thì nó cũng dễ thôi. 1.3 triệu, máy keng sạc ha. Anh em nào cần thì lấy ha.
anh em nào không mua thì cứ xem cho vui nha anh em, không vấn đề gì nha. Ưng con nào thì alo cho mình, không gì hết ha. Vivo i30 màu xanh, máy ring nhâm nhâm xước cái lần sau rồi, màn hình 6.47 RAM 464 pin 5000, máy thì full chức năng, đẹp, màn đẹp nha. i30 1.9 nha anh em, 1.9 nha. Mi 9T Xiaomi, máy khá là đẹp ha, RAM 6.64, pin 4000, chip Snapdragon là 730 cho game bao mượt ha. Màn thì có ám nhẹ góc trên. Đó, chức năng thì ok hết nha, full chức năng, máy mát máy nha, cho nên con này chơi game thì bao mượt rồi. 2.5 triệu nha anh em, 2.5 triệu ha, RAM 664. Một con Samsung A50 màu trắng ha, lưng sau thì có nhâm xước. Đó, lưng sau xước nha, nó trắng. Nó thiệt cho anh em biết rồi đó, rõ ràng. RAM 464. RAM 464. Màn hình 6.4 và pin 4000, anh em coi kỹ máy khỏi không đổi trả mất công nha anh em. Cứ gửi tới rồi đổi mất công. Còn đăng ký máy thì mình đã giới thiệu rất là rõ trên live rồi, không có dấu giếm gì hết nha. Mua máy nào thì mình ship máy nói. Không phải mua cái máy trắng mà mình ship máy xanh đâu anh em yên tâm. Đó. Nên anh em nào mua cái nào thì coi kỹ trước khi đặt hàng, tránh trường hợp trả đổi mất công, tốn tiền ship hai bên. Đó, ok nha anh em, 1.9 triệu nha. i15s màn hình 6.51, RAM 332, pin 5000, máy đẹp nha, lưng có xuất sắc nhẹ, có màn ngập lưng, màn ok nha. Đó, con này RAM 3.32, pin 5000, con này đến em giá 1.5 triệu nha. i15s của Vivo, cái khá là đẹp nha. A03s con này thì nắp sau mình thay rồi nha, màn hình 6.5, RAM 332, pin 5000, chức năng thì ok, màn sáng đẹp, còn pin không còn nha. Đó, ok ha, RAM 3 bộ nhớ 32. Con này để anh em giá 1.8 triệu nha, A03s máy đẹp kèm. Một con Renault 4 màn hình 6.4, RAM 828, pin 4500, chip Snap là 720G, khá là mát máy, máy đẹp nha. Đó, này reset lại rồi, bấm thiết lập là xài thôi, không có đề hết ha. Con này thì Renault 4 Oppo, máy khá là ok, chuẩn chỉnh cho anh em, 3.3 triệu. A74 5G của Samsung, máy đẹp 98 nha, màn hình 6.5, RAM 628, pin 5000, thấy hơi bị keo đấy anh em, đẹp 98 nha, 3.5 triệu nha anh em, 3.5 triệu. A74 5G máy mướt mát luôn. A92020 của Oppo, lưng sau thì có nhâm nhâm xước nha, tất cả chức năng đều ok full, RAM 828, pin 5000, màn hình 6.5, màn sáng đẹp. Oppo A9 2.6 triệu nha. A12 của Samsung, RAM 628, màn hình 6.5, pin 5000, chức năng ok, tháo lưng cho anh em coi xương lưng sườn viền khá là đẹp ha. RAM 628 bản RAM lớn, con này thì 2.3 triệu, 2.3 triệu nha anh em, chức năng ok ha. Tiếp theo cho anh em là con Renault 7 Oppo Reno 2F, sorry anh em, Reno 2F máy còn ok luôn, lưng sườn viền kính đẹp nha. RAM 828, màn hình 6.5, pin 4000, chức năng ok. Con này để anh em Reno 2F 3.2 triệu, 3.2 triệu nha anh em, sát giá nha. RAM 8 128 GB. Một con Mi Note 11 màn AMOLED 6.43, RAM 464, pin 5000, chức năng ok, máy riêng nguyên. Note 11 2.5 triệu nha anh em, máy quá đẹp luôn, có góc lưng đẹp kèm. Samsung A32 RAM 628, màn hình 6.4, pin con này là 5000, lưng sau có xuất sắc, có lưng luôn, màn sáng đẹp, đại dáng kính cường lực cho anh em rồi. Con này để anh em giá 28, giá là phải nói ngang giá sỉ luôn anh em, anh em coi clip cứ xem kỹ hàng ha. 2.8 triệu. Samsung A71 lưng sau thay mới rồi nha anh em, còn tất cả đều ring nha, màn ring men ring, xài yên tâm, không có trục trặc gì đâu anh em, yên tâm con này
Lưng thì mình thấy mới keo rồi cho nó dễ bán ha. A71 thì RAM 8 128GB, màn hình 6.67 và pin 4500 nha. Chip Snapdragon là 730 chạy quá mượt luôn anh em. Con này là quá mượt chứ không phải là mượt rồi nha. 3.8 triệu nha anh em. A93 của Oppo, màn hình 6.43, RAM 828, pin 4000, máy riêng. Lưng siêu viền khá là đẹp nha. Ok luôn này, RAM 8 128GB này. Đó. Chức năng là phải khóa phải bàn rồi. 3 triệu tròn. Một con Redmi 10i, máy đẹp như mới nha. 6.67 RAM 828, pin 5000 luôn, chip Snapdragon là 750G. Màu xanh cam cam quá là đẹp, chuẩn chỉnh, máy riêng nguyên. Chip bảy sinh Snap 750G anh em, xài quá mượt nha, 4 triệu 2. Tiếp tục là một con Renault 75G mà 6.4 RAM 8 của những 256, 4.5, máy riêng nguyên đẹp gan, bằng 9899. Renault 75G, con này để anh em giá 5 triệu tròn nha. Này mới hết pin mất rồi. Kiếm sạc pin, 5 triệu tròn, máy quá là đẹp luôn. Poco X3 Pro màn hình 6.6, RAM 628, pin 5160, chip Snapdragon là 860, quá mạnh cho con này nha anh em. Poco X3 Pro để anh em giá chỉ có 3.8 triệu thôi, cần thì alo cho mình ha. 3.8 triệu X3 Pro chạy quá mượt con này luôn nha anh em. Rồi clip này xin tạm dừng tại đây. Thằng ấy chào cả nhà, chúc anh em buổi sáng vui vẻ bên nhà gia đình người thân nha. Thằng ấy chào anh em và hẹn anh em clip ngày mai.